Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Ambe Shop xin làm clip giới thiệu đến anh em một mẫu Zobon. Như anh em cũng biết thì Ambe Shop có rất là nhiều mẫu Zobon, phải đến khoảng 500-600 mẫu đến từ thương hiệu Zobon. Và một cái điều rất là đặc biệt mà Ambe cũng rất là ưu ái cho các sản phẩm của Zobon, đó là một cái thương hiệu bật lửa chất lượng rất là tốt, thiết kế đẹp, độc lạ, cũng như là những cái quy cách đóng gói rất là sang trọng, rất là thích hợp cho nhiều anh em làm quà tặng cho bạn bè, đối tác, sếp, đồng nghiệp, rất là tiện lợi, nhanh gọn và giá thành cực kỳ bình dân. Đấy, đây là một chiếc mẫu Zobon ZB528. Anh em vào website ambe.vn và gõ vào ô tìm kiếm là 528 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là màu sắc khác nhau nhé. Đây là bộ sản phẩm của Zobon 528, một chiếc bật lửa khò kèm đục hút xì gà. Đấy, rất là tiện lợi cho anh em châm xì gà luôn. Thiết kế rất là đẹp, phong cách hiện đại luôn, trơn đấy, thiết kế trơn như thế này và một cái kiểu dáng rất là đơn giản nhưng mà rất là độc, không không có một cái mẫu bật lửa nào giống như vậy. Ở đây thì chúng ta có thiết kế bằng thép nguyên khối và kèm theo đó là một cái bộ phận đục như thế này. Đây là bộ phận đục đục xì gà cho anh em, đa năng cực kỳ tiện, mình không phải mang theo cái đục nữa, lick kích mà nhiều khi còn quên đấy, mang một chiếc bật lửa như này thôi. Cái này rất là tiện cho anh em nào mà hay di chuyển đi xa, hoặc là hay lái xe, hoặc là picnic du lịch, mình làm tour ấy. Đấy, mình nên có trong người thì mình tiện dụng, mình không phải mang quá nhiều thứ cồng kềnh. Một cái bật lửa sử dụng nhiều lần, có cổng bơm ga, anh em dùng bình ga mini dí vào thôi là ok rồi. Anh em nào chưa biết cách bơm thì có thể liên hệ cho shop nhé. Đây là cũng đồng thời là một cái nơi điều chỉnh ga to nhỏ, anh em dùng cái chân tu vít dẹt chỉnh nhá, chỉnh theo cái rãnh này này đấy, và xoay theo chiều cộng trừ để điều chỉnh to nhỏ đấy. Thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Phần phần này trên này, tia lửa khò này thì thiết kế giống cái mõm cá mập, biểu thị cho cái sức mạnh như là độ mạnh của cái lửa khò này, khò ba tia mà rất là mạnh luôn. Đó, anh em nhìn thấy không? Rất là mạnh đó, rất là cao luôn nhé, lửa xanh. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này thì comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc là anh em có thể là truy cập website ambe.vn đặt mua ở trên website, hoặc anh em gọi nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Đấy. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.